Bây giờ tôi sẽ giúp các em trở thành người cá nhé. Chịu không nào? Rồi bữa nay là thì các em sẽ được tập các bài tập để trở thành nàng tiên cá hoặc người cá, ok không? Giơ tay đi, giơ tay đi. Xin chào các bạn. Ai cũng có thể đến với lớp học của người cá Tiun nếu các bạn đặt mua đuôi cá tại shop hoặc trên website mamentiun.com. Một chiếc đuôi cá rẻ nhất là 2 triệu đồng. Tùy theo màu sắc mà có giá tiền khác nhau, nhưng hãy yên tâm, chất liệu và chất lượng đều như nhau. Tiun sẽ giúp các bạn trở thành người cá trước, rồi sau này mới giúp các bạn trở thành tiên cá. Ở tập đầu tiên này, các bạn sẽ phải học làm quen với nước bằng cách thở nước. Tiếp đến, tập bơi kiểu cá heo, sau đó thả nổi trên mặt nước, phối hợp với kiểu bơi cá heo. Ai làm được như vậy thì người đó sẽ được biến hình thành người cá liền luôn, với những hướng dẫn chi tiết của Tiun. Còn những bạn cũng làm được mà không có đuôi cá thì sẽ chưa cảm nhận được khi mọc đuôi cá là như thế nào. Nên Tiun chỉ gọi bạn đó là cá thôi nhé, cho nó vui. Các em bắt đầu bây giờ bắt chước giống Tiun. Để tay lên đây. Làm giống Tiun, để tay lên đây hết đi. Để đây xuống. Rồi. Tập hít thở. Hít vô bằng miệng, thở ra bằng mũi dưới nước. Nè, 1, 2, 3 hít vô bằng miệng, thở ra bằng mũi dưới nước. Rồi. Hút mặt xuống nè, hít vô để thở ra mũi dưới nước nè. 1, 2, 3 làm đều nha. Mỗi, làm 10 lần nha mấy em. 10 lần nha. Làm nhanh quá vậy. Em tập luôn đi. Em không tập hả? Rồi vậy thì mấy bạn này cùng tập. Rồi. Em vô tập đàng hoàng đi nào. Hít vô bằng miệng, thở ra bằng mũi dưới nước. Em nào không ngoan, Tiun sẽ không biến em ấy trở thành nàng tiên cá nha. Xong chưa nào? Sau khi các em đã tập thở nước xong rồi đúng không nào? Các em đã tập thở nước xong chưa? Có ai bị ngợp nước không? Nếu như vậy chúng ta sẽ đến bài tập tiếp theo, đó là tập chân để trở thành nàng tiên cá. Bây giờ chúng ta sẽ tập kiểu bơi của nàng tiên cá. Các em có biết kiểu bơi nàng tiên cá là kiểu bơi gì không? Kiểu bơi của một loài cá. Các em thấy loài cá nào có kiểu bơi giống nàng tiên cá nhất? Loài nàng tiên cá. Theo em loài cá nào có kiểu bơi giống nàng tiên cá nhất? Chim ta. Chính xác, em đã trả lời rất là đúng. Rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài tập thứ hai, đó là tập bơi kiểu cá heo. Ok. Các em ơi, chuẩn bị chưa nào? Bây giờ anh Tiun sẽ làm mẫu kiểu bơi của cá heo trước cho các em xem, rồi các em tập theo nha. Tập theo kiểu của anh Tiun hướng dẫn nha. Làm để tay lên đây. Rồi, nâng cái mông lên, nâng cái mông lên. Được chưa? Rồi, giờ... đừng có làm đánh phần hông, đánh cái hông xuống, giữ thẳng cái chân, đánh hông xuống giữ thẳng chân, nâng mông lên đó, nhẹ nhàng thôi, dùng phần hông nha, đừng co khớp gối lại nha, ai mà co khớp gối lại là sai đó, nhẹ nhàng thôi, này
tiên cá là không có bơi nhanh, bơi nhanh là lặn dưới nước sẽ bị mất hơi, mất oxy nè, tốn sức dữ lắm, hiểu chưa? Rồi bây giờ anh kiểm tra các em làm có đúng không nè. Đúng rồi, bạn này làm đúng lắm. Bạn này khách sát dừng lại nè. Wow, bạn này làm quá đẹp luôn ta. Bạn này giống đèn tiên cá. Rồi, chúc mừng các em. Bài tập thứ hai các em đã làm rất tốt. Chúng ta cùng vỗ tay nào. Cùng vỗ tay ăn mừng chiến thắng nào. Nãy giờ các em đã tập luyện rất là xuất sắc. Bây giờ chúng ta sẽ đến tiết mục tập thả nổi trên mặt nước và bơi kiểu cá heo nha. Chú ý nè mấy em nè. Nè, bồ câu nè. Chú ý nè, là bây giờ các em sẽ bơi kiểu cá heo, quạt chân hai cái, xong rồi ngóc đầu lên thở nước một lần. Hiểu không? Dạ, hiểu. Bây giờ hãy nằm sấp thả nổi trên mặt nước trước để coi được không cái đã rồi mới làm cái động tác đó nha. Đánh chân cá heo hai cái xong rồi ngóc đầu lên, hít hơi vào. Rồi tốt lắm, nhưng mà bây giờ anh không muốn các em chuyển động. Các em làm một chỗ thôi cho anh xem. Cũng xin nói rõ hơn về người cá là tên gọi chung cho những bạn đã có đuôi cá. Nếu là bạn người cá nữ xinh đẹp thì gọi là mỹ nhân ngư. Còn bạn nam bảnh trai thì gọi là mỹ nam ngư. Đặc biệt là khi các bạn đã bơi giỏi đến mức không còn bệnh tật, không còn yêu thích ăn thịt động vật mà vẫn khỏe mạnh, thì bạn đã được tiến hóa thành nửa người, nửa tiên. Lúc đó, bạn nữ mới được gọi là nàng tiên cá. Còn bạn nam sẽ được gọi là chàng tiên cá. Giờ thì các bạn đã hiểu rõ về người cá rồi đấy. Nhiệm vụ của người cá là bảo vệ thiên nhiên và động vật. Còn người cá Tây Un giúp các bạn biến ước mơ tiên cá thành sự thật nhé. Các em ơi, các em đã sẵn sàng trở thành người cá chưa nào? Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu nhé. Người cá Tây Un sẽ biến ước mơ trở thành người cá của các em trở thành hiện thực. Rồi bây giờ 1, 2, 3 hồ biên. Đây là đuôi của các em. Để anh giới thiệu với các em nhé. Đây là đuôi nàng tiên cá thiên thần. Đây là đuôi nàng tiên cá cầu vồng. Mang dớp không? Rồi bây giờ anh cũng sẽ biến hình thành người cá cùng với các em nhé. Chịu không nào? Trời ơi! Bây giờ không, chưa chỉ các em mang mà. Nhưng mà để anh làm cái hướng dẫn để chỉ mang nữa cho các bạn, người ta xem video người ta không biết mang. Để an toàn biến hình thành người cá, các em hãy mang vào mỗi em một đôi vớ để bảo vệ bàn chân các em. Đúng rồi, đôi vớ này sẽ giúp bảo vệ chân các em mang vào không bị đau. Bởi vì biến hình thành người cá là nó đau chân lắm đó nha. Nhưng mà có đôi vớ này vô là tự nhiên hả, sẽ không còn cảm giác đau nữa mà rất là thoải mái. Xong chưa, mang vớ xong chưa? Rồi chúng ta hãy lắc đuôi kiểu cá heo đi nào các em. Nhìn anh Tiêu nè. Bây giờ em hãy nói cho anh biết rằng cảm giác của em khi mang đuôi cá vào như thế nào. Nó thoải mái không? Thoải mái không? Có bị nặng không? Bị nặng đúng không? Rồi để anh hướng dẫn cho. Bởi vì cái đuôi này á, nếu mà bị nặng em phải làm động tác chậm thôi. Nè, lên nè. Một, vũ hai cái. Một, hai. Nhẹ nhàng thôi, đừng có. Chứ em đừng có là. Em hiểu không?
Đây em hỗ trợ nè, hỗ trợ nè. Rồi, đánh đuôi cá heo nè, một nè. Nhẹ nhàng thôi, đừng có dùng sức nha. Để thả lỏng nhẹ nhàng thôi, mình sẽ không còn thấy nặng nữa. Rồi, em này là... Rồi, xong rồi, nhẹ nhàng thôi đúng không? Lắc nhẹ thôi chứ không phải là mình vũ cho nó mạnh lên. Mình sẽ thấy nó nặng đúng không? Nhẹ nhàng thôi. Hôm nay các bạn mới trở thành người cá, chỉ học đơn giản bấy nhiêu thôi. Lần sau Tiêu sẽ chỉ tiếp. Nên nhớ, dù có đuôi cá hay không có, bạn đều có thể tham gia lớp học người cá của Tiêu. Những bạn ở xa có thể đăng ký theo dõi trên YouTube cũng được. Nhưng được gặp gỡ giao lưu và bơi cùng các bạn người cá sẽ vui hơn đúng không nào? Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 nha.